Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngay sau khi một clip dài khoảng 9 phút ghi lại hình ảnh Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các cộng sự tiếp dân được phát tán nhanh một cách chóng mặt trên mạng xã hội ít ngày, người ta không ngạc nhiên khi thấy Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra một quy định công dân không được ghi âm, ghi hình khi chưa được sự đồng ý của cán bộ tiếp dân, mà người ký không ai khác vẫn là ông Chung, Chủ tịch Hà Nội. Đáng chú ý trong clip này có ghi lại việc đôi bên đã xảy ra việc cãi cọ, kể cả việc họ có các phản ứng ngăn cấm, giằng co thiết bị ghi hình. Đó là việc thiếu tôn trọng quyền của công dân với mục đích giám sát nhà nước trong khi tiếp dân. Đây được coi là hành động ăn miếng trả miếng đẫm chất công an, đã thể hiện một thứ tư duy kém hiểu biết, thiếu tôn trọng pháp luật nhà nước, không tôn trọng người dân của ông Nguyễn Đức Chung. Người ta không thể tưởng tượng được rằng với tư cách từng là ủy viên của Ủy ban Tư pháp Quốc hội, một tiến sĩ luật mà ông Nguyễn Đức Chung lại không nhớ rằng tại Điều 28 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã ghi rõ. Thứ nhất, công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. Thứ hai, nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội, công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân. Chưa nói đến luật tiếp công dân năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đã quy định rất cụ thể, không cấm ghi âm, quay phim, chụp ảnh tại nơi tiếp công dân. Theo luật sư Trần Vũ Hải đã nhận định về văn bản trái luật đó khi cho rằng đây thực chất là quy định trá hình để cấm người dân ghi hình, ghi âm trong các buổi tiếp công dân, vì người tiếp dân sẽ lạm dụng để ngăn chặn công dân giám sát chính mình bằng việc ghi âm, ghi hình. Mà vẫn theo luật sư Hải đã nhắc nhở ông Nguyễn Đức Chung cần phải nhớ lại rằng ông Chung từng là đại biểu Quốc hội khóa 2011-2016, tức đã tham gia biểu quyết thông qua luật tiếp công dân vào tháng 11 năm 2013. Chắc chắn ông đã đọc giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi Quốc hội thông qua luật. Đối với quy định về các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 6, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định nghiêm cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại nơi tiếp công dân. Báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc ghi âm, quay phim, chụp ảnh tại nơi tiếp công dân là quyền của công dân và không bị cấm theo quy định của luật khiếu nại tố cáo. Do đó, đề nghị không bổ sung quy định nghiêm cấm các hành vi này trong luật tiếp công dân. Chưa hết, sai lầm này đã phạm tiếp những sai lệch khác. Ngày 8 tháng 1 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trả lời báo giới những vấn đề được dư luận quan tâm xung quanh quy định không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình cán bộ tiếp công dân khi chưa được xin phép. Theo đó, Chủ tịch Hà Nội cho biết tất cả các phòng tiếp công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội và của Trung ương trên địa bàn đều đã trang bị camera ghi âm và ghi hình. Người dân có yêu cầu muốn trích xuất lại toàn bộ, chúng tôi sẽ trích xuất đầy đủ, bàn giao và có biên bản cẩn thận. Trong trường hợp người dân có nhu cầu ghi âm, ghi hình thì trao đổi với cán bộ tiếp công dân. Sau khi ghi âm, ghi hình xong thì hai bên cùng kiểm tra lại nội dung và xác nhận bằng biên bản với nhau để làm tài liệu sử dụng trên cơ sở công khai và minh bạch. Đáng ngạc nhiên hơn là tư duy của một tướng công an ngây thơ đến mức khi lý giải tại sao có quy định vi hiến trên, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng đây là giải pháp nhằm chống tình trạng một số người đi theo người nhà đến trụ sở tiếp dân nhưng lại dùng các thiết bị bí mật ghi âm, ghi hình rồi về cắt xén nội dung buổi tiếp, sau đó đưa lên mạng phục vụ những mục đích khác. Người ta cho rằng nói như thế hóa ra pháp luật nhà nước không đủ để xử lý các hành động bôi nhọ nhà nước hay sao? Dưới nhan đề phải thu hồi văn bản cấm dân quay phim cán bộ của Hà Nội vì trái luật,
Báo Thanh Niên ngày 9 tháng 1 dẫn ý kiến của tiến sĩ Lê Hồng Sơn, nguyên cục trưởng cục kiểm tra văn bản quy định pháp luật Bộ Tư pháp cho rằng quyết định số 12 trên QĐ UBND về nội dung tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố Hà Nội có hàng loạt sai sót cả về nội dung lẫn hình thức. Theo tiến sĩ Sơn, không có cơ sở nào để cấm đoán người dân thực hiện việc ghi âm ghi hình với lý do đây là cơ quan công quyền được tổ chức thành lập để tiếp người dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Anh đang thi hành công vụ mà trong khi thi hành công vụ thì không có quyền cấm người dân ghi âm, chụp hình, quay phim được. Không hiểu vô tình hay hữu ý, ngày 8 tháng 1 năm 2018, báo VNN có bài Thủ tướng tiếp công dân cũng phải ghi âm ghi hình. Theo đó, phát biểu trong hội nghị tổng kết công tác ngành tư pháp cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định rằng tiếp dân cũng phải ghi âm ghi hình, hỏi cung cũng phải ghi âm ghi hình, quy định như vậy để bảo đảm quyền con người. Đó là những cải cách rất quan trọng trong hệ thống. Không biết phát biểu này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuất phát từ nhận thức pháp luật hay nhằm chỉ trích Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ở Việt Nam, khái niệm hiến pháp bị biến tướng, cố tình làm cho người ta hiểu sai để giảm nhẹ vai trò quan trọng bậc nhất của hiến pháp trong hệ thống các văn bản pháp luật. Điều minh chứng rõ nhất là ngày 28 tháng 9 năm 2013, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hùng hồn tuyên bố rằng hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau cương lĩnh của Đảng. Lẽ ra hiến pháp cần phải hiểu là một hệ thống quy định những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập kiến thức, thủ tục, quyền hạn và trách nhiệm của một chính quyền. Đồng thời, hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất của một nhà nước, thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuyệt đại đa số dân chúng, khi hiến pháp là một bản khế ước xã hội cơ bản nhất, một bản hợp đồng trên đó có các thành viên xã hội thống nhất các nguyên tắc để cùng chung sống với nhau và nó là nền tảng cho tất cả các thỏa ước luật pháp khác của cộng đồng. Nói một cách dễ hiểu thì hiến pháp như một cái khuôn khổ, các văn bản pháp luật chỉ được phép trong giới hạn đó, tuyệt đối không được phá rào. Qua đó để thấy tư duy chính trị của các chính khách ở Việt Nam không đầy đủ để quản trị một nhà nước pháp trị, chưa nói đến một nhà nước pháp quyền. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hay Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng trong những số đó. Theo quy định hiện hành, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp không có thẩm quyền thụ lý khiếu nại của công dân về các vấn đề văn bản pháp luật. Vì thế, trong trường hợp công dân thấy một quyết định hay văn bản dưới luật thì không phù hợp hoặc có dấu hiệu trái luật thì vi phạm pháp luật hiến pháp thì họ sẽ không biết bấu víu vào đâu. Điều đó cho thấy việc ra đời của một tòa án hiến pháp ngoài việc tổ chức bảo vệ hiến pháp mà còn đảm trách chức năng giám sát và văn bản pháp luật cũng như chức năng giải trình, giải thích luật pháp ở Việt Nam về là điều hết sức cần thiết. Bây giờ họ có đền tiền đi chăng nữa tôi cũng không dám nhận, bởi vì tôi không có sổ đỏ. Đây báo cáo đồng chí là tôi là con cháu lão thành cách mạng, ông nội tôi là về ngày xưa là cán bộ văn phòng chính phủ, cũng là từng là phó giám đốc công an thành phố Hà Nội. Chào chủ tịch.
Xin chào Chủ tịch Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng tất cả các quý vị có mặt tại buổi tiếp công dân ngày hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2018. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một công dân ở tại 36 phố Liên Trì, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chúng tôi thì đã 6 năm nay đi khiếu nại tố cáo cái nhóm cán bộ phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, cán bộ và lãnh đạo. Đấy, thì rất nhiều vụ việc, cụ thể là vụ việc thứ nhất đầu tiên là về cái ông Nguyễn Quốc Hoa, ông bao che cho cái sai phạm, cho công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, đáng nhẽ phải xử lý theo đúng trình tự quy định, là trình tự xử lý vi phạm trật tự đô thị thì các anh lại không xử lý, mà các anh lại bao che cho cái sai phạm đấy bằng cách anh cấp tiếp một cái giấy phép khác để bao trùm lên cái sai phạm đó. Thế thấy số nhà bao nhiêu ạ? Dạ tôi ở 36 Liên Trì. Bao nhiêu mà cấp cho 36 Liên Trì luôn hay ở? Dạ không, ở 38 Liên Trì cái cấp công trình. 38 Liên Trì nhỉ? Vâng ạ. Thì tôi cũng đã có đơn lên, thì đồng chí Nguyễn Quốc Hùng thì cũng đã là xử lý đơn tố cáo của gia đình tôi. Vâng. Nhưng mà thực sự là cái lãnh đạo quận Hoàn Kiếm họ đã ngụy tạo hồ sơ để báo cáo lãnh đạo và cũng là báo cáo lên các đồng chí, cho nên là mới kết luận khiếu nại tố cáo gia đình tôi là không đúng. Tiếp tục đó thì khi mà cái công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị này nó làm ảnh hưởng đến chất lượng cái công trình liền kề là gia đình nhà tôi. Nhưng nếu như mà theo quy định của pháp luật thì gia đình tôi bây giờ họ có đền tiền đi chăng nữa tôi cũng không dám nhận. Bởi vì tôi không có sổ đỏ. Đây báo cáo đồng chí là tôi là con cháu lão thành cách mạng. Ông nội tôi là về ngày xưa là cán bộ văn phòng chính phủ, cũng là từng là phó giám đốc công an thành phố Hà Nội và là cán bộ văn phòng thủ tướng chính phủ. Thì về ở cái ngôi nhà này là từ những năm 54, mà gần 70 năm rồi chưa được cấp sổ đỏ. Bị cái hệ thống chính quyền phường quận họ cản trở, không cấp sổ đỏ gia đình tôi. Theo quy định của pháp luật, nếu như những người đang sử dụng đất mà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đăng ký kê khai cấp giấy lần đầu để cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, hoặc là đăng ký kê khai lần đầu trước ngày 1 tháng 1 năm 2018. Nhưng ngày 19 tháng 1 năm 2017 tôi đã đăng ký. Tôi đã đi đăng ký. Không ạ. Bây giờ tôi đã đi đăng ký kê khai thì họ lấy lý do là gia đình nhà đất nhà tôi là chưa cung cấp được các giấy tờ theo quy định. Thế tôi hỏi anh Phó Chủ tịch Phạm Sơn Hà là giấy tờ theo quy định thì là giấy tờ gì? Là bây giờ anh muốn đề nghị là xem xét cấp sổ đỏ cho gia đình nhỉ? Dạ có nhiều sự việc ạ. Bây giờ nó liên quan đến nhau ạ. Thế tôi xin trình bày thì bắt đầu dẫn dắt. Anh cứ nói, anh vâng không ạ. Phải nói dài đâu. Theo tôi là anh nói một là nguyện vọng của anh cái gì, và những cái nguyện vọng này thì nó vướng mắc như nào và nguyên nhân từ đâu. Thế là tôi thì nó dễ hiểu. Rồi. Nhá. Vâng, thế báo cáo đồng chí ra bây giờ. 1 2 3 4 xem là người. Vâng ạ. Bây giờ thứ nhất cái công trình đấy nó làm hư hại nhà tôi. Thế bây giờ thì cái công trình nó làm hư hại thì rõ ràng là tôi phải, họ không đền bù cho gia đình nhà tôi, hoặc họ có đền bù tiền khi gia đình nhà tôi không có sổ đỏ thì không có giấy phép xây dựng. Mà khi không có giấy phép xây dựng thì lúc đấy nó sẽ rơi vào bế tắc trong cái việc xây dựng lại cái ngôi nhà này. Vì không có sổ đỏ. Đấy ạ. Mà bây giờ nếu theo quy định của pháp luật thì gia đình nhà tôi là đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ, nhưng mà tôi phải đăng ký kê khai. Bây giờ các anh lấy lý do là có tranh chấp, nhưng mà thực sự anh Vũ Tuấn Trung đây là anh ấy trước là coi như là phó chủ tịch phường, nguyên phó chủ tịch phường, và có giai đoạn anh làm tránh thanh tra. Thì chính anh ấy thì lại là gì? Lại đưa một người chết từ năm 65 rồi đứng ra kê khai. Thế là tôi thấy thế thì tôi mới thấy vô lý một cái sự người không ở đấy và chết từ năm 65 rồi thì không thể kê khai được. Thì tôi có lên hỏi anh ấy. Thì anh ấy bảo là ở đây cũng có cái nhà số 5 giả tượng đây, thì họ là chết đăng ký kê khai, nhưng đấy là chồng chết thì là vợ đăng ký khác. Mà bây giờ cái người này là người ta chết từ năm 65 mà giấy tờ của họ từ thời pháp thuộc. Thế thì bây giờ nếu như mà anh cho đăng ký kê khai thì người chết không thể được. Thì anh bảo ấy thì nhầm, thì đây là em của bà này, bà đứng ra kê khai. Thế từ đấy tôi mới gửi một cái đơn là gì? Dừng tất cả các việc cấp sổ đỏ lại, vì anh định cấp sổ đỏ trái luật. Tôi yêu cầu dừng lại và tôi có cái đơn đang có tranh chấp. Thế bây giờ anh lấy lý do là có tranh chấp. Thế thực sự là giữa gia đình tôi không có ai tranh chấp với nhau cả. Đấy. Thế thực sự. Đấy xong rồi từ. Xin lỗi anh một chút là theo quy định của ban tiếp công dân, của trụ sở tiếp công dân là đề nghị công dân vào là không được quay camera ghi chụp ảnh.
khi chưa có sự đồng ý của người chủ trì anh nhé. Thì hiện nay đề nghị anh là cho kiểm tra lại cái điện thoại anh đang để trước ngực áo. Rồi, thế báo cáo bây giờ. Còn báo cáo có nội dung quay thì bây giờ như này là xóa toàn rồi, được rồi. Khi chưa được sự đồng ý của rồi, người chủ trì anh nhé. Đây tôi báo cáo chủ tịch thì như này. Kiểm tra cái bây giờ tôi cũng có rồi. Chị muốn bây giờ chị muốn kiểm tra nhá, theo quy định của pháp luật đúng không? Đúng rồi ạ. Theo Bộ luật Hình sự điều 159 nhá, chị phải làm. Đây là đồng chí Trung đã từng làm công an, đồng chú biết đúng không? Anh xin lỗi, anh tên gì? Dạ tôi là Đặng Vĩ ạ, ở 36 Linh Trì. À, theo tôi không cần phải ngồi như này, anh thấy tất cả các ban ngành đây là đều công khai. Tôi tiếp anh là tôi đang lắng nghe tất cả ý kiến. Dạ. Thế và anh thấy tôi cầm bút tôi ghi chép tất cả những ý kiến đầy đủ. Dạ. Anh không phải dẫn dắt theo một cái câu chuyện nó quá cực cầu kỳ và nó quá khó hiểu. Tôi đã nêu với anh đấy thế này: một là anh đề nghị những vấn đề gì, một là thế này, hai là thế này, ba là thế này. Vâng ạ. Vâng. Cái thứ ba nữa, hai nữa là anh nêu là tôi đề nghị vấn đề này thì nó có vướng mắc thế này và nó nguyên nhân từ thế này. Vâng ạ. Và tôi cần đề nghị, hôm nay tôi gặp chủ tịch thì đề nghị chủ tịch với thẩm quyền của mình thì giải quyết cho tôi thế này. Vâng ạ. Thế nó rõ thôi. Vâng vâng. Thế còn tôi nói anh lên đây vào tiếp thì phải có lòng tin. Dạ. Thế và tiếp thì anh phải có đơn. Có ạ. Thế và đơn xong thì có các cái bộ phận người ta sẽ tiếp nhận. Dạ. Tiếp nhận và có ký tá. Thế sau đó thì về theo luật là người ta sẽ ra một cái thông báo cho anh là đã tiếp nhận như thế này để sau đó chủ tịch sẽ chỉ đạo giải quyết theo đúng quy trình và đúng quy định của pháp luật, đúng không? Dạ. Chứ không phải bỏ anh, tôi nói nhân viên người ta giải quyết, người ta giải thích cho anh đúng đấy. Tôi nói với anh quay lại, khi anh quay vào tôi mà tôi chưa được sự đồng ý của tôi là anh vi phạm. Rồi, báo cáo. Thì anh phải bỏ ngay lập tức. Đây, báo cáo chủ tịch thì trước mặt tôi đây là hiến pháp và luật bỏ công an nhân dân và luật cán bộ công chức ạ. Bây giờ tôi nói anh này, người nói phải có kẻ nghe. Dạ. Nhá. Anh đến đây tôi nói không tuân thủ là mời ra đấy. Anh đến đây là tôi nói thực sự với anh là tôi là đại diện, hôm nay tôi ngồi đây là anh phải tin, mà anh tin anh đến. Vâng ạ. Thì tôi nói anh em phải tất cả những cái việc mà nghiêm nghị thì bỏ đi. Đây tôi cũng xin đọc. Biết. Vâng, tôi xin anh đọc cái đơn này. Đây tôi nói đây. Vâng. Tôi trích cho anh. Chúng tôi có đầy đủ camera anh nhìn này. Chúng tôi sẽ trích đầy đủ cho anh. Yeah. Báo cáo chủ tịch anh thì bình tĩnh, anh giải quyết từng việc một, anh đừng tảng lỡ cái vấn đề đó. Yeah. Không, đây tôi có đơn để tôi xin phép về đơn cái việc thì vậy, trước mắt anh bỏ ngay cái ghi âm cái máy ở trên ngực ra. Thôi, báo cáo chủ tịch như này, bây giờ tôi thì là một công dân, tôi luôn luôn tuân thủ pháp luật. Anh vào đây phải mời ra lên. Tôi không phải tôi không tuân thủ, đây tôi xin phép đàng hoàng nhá, đây nhá. Đây tôi có đơn đề nghị đây, bởi vì nội quy của anh Lực đúng không ạ? Người chủ trì mà theo không đồng ý cho anh quay là anh dừng lại. Không, đây là tôi thực hiện quyền giám sát. Đây là tôi thực hiện quyền giám sát của tôi được quy định. Anh không được nhá. Anh về vấn đề là vậy thì mời anh ra ngoài. Vậy thì mời anh ra ngoài, nếu anh không được, nếu các anh ấy thôi được rồi. Thôi để bỏ nhá. Đây tôi để điện thoại. Không, nhưng mà đề nghị là xóa toàn bộ cái nội dung. Không được. Anh ạ. Không được, không được. Anh phải chấp hành. Anh phải chấp hành. Bây giờ nhá. Toàn bộ cái nội dung anh vừa mới quay xong. Tôi nhá.